Cổng trường Trung học phổ thông Chu Văn An mở, nhiều thí sinh bước ra với gương mặt buồn bã và thất vọng. Một nữ sinh mặc đồng phục trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự ôm mặt khóc khi nhìn thấy mẹ. Người mẹ liên tục ôm vỗ vai động viên con. Nữ sinh cho biết em không làm được câu C bài hình, ước tính chỉ được 9,5 điểm, đây không phải là số điểm mong muốn của em. Một số học sinh khác có chung cảm xúc hụt thẫn vì không đạt điểm tối đa. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Việt Đức, nam sinh giấu tên bày tỏ thất vọng vì không đủ thời gian làm hết câu 4C dù đã nghĩ ra lời giải vào phút chót. Nam sinh chia sẻ, em nghĩ mình chỉ được 9,25 đến 9,5 điểm. Việc các học sinh thi vào trường Chu Văn An, Việt Đức buồn bã vì chỉ được 9 đến 9,5 là điều dễ hiểu. Năm ngoái, điểm chuẩn vào trường Chu Văn An là 44,5, trung bình là 8,9 điểm một môn. Điểm chuẩn vào trường Việt Đức là 43, trung bình là 8,6 điểm một môn. Hôm qua, bài thi môn Văn được đánh giá là khó lấy điểm, 8,5 đến 9, sau đó các thí sinh đều mong muốn làm tốt nhất bài thi Toán để bù điểm cho Văn khi cả hai môn này đều tính hệ số 2. Bên cạnh đó, rất nhiều học sinh thi hai trường nói trên sẽ tiếp tục thi chuyên vào ngày mai, ngày 10 tháng 6. Điểm bài thi đại trà có ý nghĩa quan trọng, càng cao thì càng hỗ trợ tốt cho bài thi môn chuyên. Cũng tại điểm thi trường trung học phổ thông Chu Văn An, nam sinh tên là Minh Quý, học sinh trường trung học cơ sở dịch vọng, xòe hai bàn tay khoe với bố vì tự tin đạt điểm 10. Em cho biết là mình hoàn thành bài thi tốt. Cô Nguyễn Thị Đông là giáo viên trường toán trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lê Quý Đôn nhận định đề thi toán năm nay giữ nguyên cấu trúc như các năm trước, đề hay bám sát kiến thức cơ bản và kỹ năng, phần phân loại học sinh chia làm hai mức, mức 1 nâng cao để đạt 9 điểm, mức 2 nâng cao để đạt 10 điểm, chỉ dành cho học sinh xuất sắc. Kỳ thi lớp 10 công lập không chuyên của Hà Nội năm 2024 chính thức khép lại trong cơn mưa tầm tã. Tính cả 3 buổi thi, toàn thành phố chỉ có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi ở môn văn, không có thí sinh nào vi phạm quy chế ở môn toán và tiếng Anh. Theo nhận định của các giáo viên, đề thi lớp 10 năm nay của Hà Nội bám sát định hướng ôn tập từ đầu năm, bám sát cấu trúc đề minh họa, giữ ổn định định dạng đề như các năm trước. Tuy vậy, mức độ phân loại học sinh trong đề thi Ngữ văn tiếng Anh được đánh giá là tốt hơn năm 2023. Kỳ thi lớp 10 năm nay cũng là kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Kể từ năm học tới, kỳ thi lớp 10 sẽ thay đổi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tính đến thời điểm hiện tại, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, chưa có sự cố nào liên quan tới đề thi được phát hiện. Năm 2024, Hà Nội có gần 106.000 thí sinh dự thi lớp 10 công lập, chỉ tiêu dành cho học sinh không chuyên là gần 71.000, tỷ lệ trúng tuyển là 67%. Sau buổi thi đầu tiên với môn ngữ văn, chiều ngày 8 tháng 6, hơn 100.000 học sinh Hà Nội bước vào môn thi thứ hai, ngoại ngữ trong thời gian 60 phút bài thi môn ngoại ngữ sẽ làm theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường trung học cơ sở. Trong hơn 133.000 học sinh tốt nghiệp năm nay, có gần 106.500 em đăng ký thi. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội là hơn 80.000. Buổi thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 12-2024 đã kết thúc. Theo đánh giá chung, cả đề ngữ văn và ngoại ngữ đều vừa sức với học sinh. Các em bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ. Những nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt phụ huynh và học sinh. Ngày mùng 9 tháng 6, các sĩ tử sẽ làm bài thi môn toán trong thời gian 120 phút. Trưa ngày mùng 9 tháng 6, hơn 105.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn toán cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Đa số thí sinh nhận định đề thi dễ, có thể cầm chắc 8-9 điểm. Tại một số điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội, sau khi hoàn thành hai bài thi môn ngữ văn và ngoại ngữ, nhiều thí sinh phấn khởi chia sẻ đề thi môn toán năm nay vừa sức. Em Nguyễn Bảo Khánh, học sinh lớp 9A4 trường Trung học cơ sở Thanh Xuân, thì tại điểm thi trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú đống đa cho hay: "Đề thi năm nay dễ, chỉ có mấy câu phân loại thì dài. Em làm bài rất tốt, dự đoán sẽ được 10 điểm." Dù làm cả ba bài thi tương đối tốt nhưng em vẫn hồi hộp, bởi sáng mai em làm bài thi chuyên Nguyện vọng 1 của em là trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên là tổng 3 môn toán, văn, ngoại ngữ và môn thi chuyên nhân hệ số 2. Tại điểm thi trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Cử Gia Lâm, Nguyễn Trung Hiếu cho biết, em đăng ký nguyện vọng 1 vào trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Cử, nguyện vọng 2 vào trường trung học phổ thông Minh Quang. Đề thi môn toán năm nay khá đơn giản, dễ làm. Em làm trong khoảng 100 phút là xong bài. Em nghĩ mình sẽ được 9 điểm. Em Cao Minh Hồng cũng nhận định đề thi khá dễ so với các đề khảo sát em đã từng làm. Phần hình học em cho là khó nhất, nếu cẩn thận là có thể được điểm cao. Em chắc chắn đúng được trên 90%. Gần 10% còn lại em cũng làm được, tuy nhiên chưa chắc chắn về kết quả. Sau khi hoàn thành cả ba môn thi của kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, thí sinh vui sướng, còn phụ huynh như chút được gánh nặng lớn. Kết thúc môn thi ngữ văn, không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế. Hai thí sinh vi phạm do mang điện thoại di động vào phòng thi. Có nam giám thị vắng mặt đã được bố trí cán bộ dự phòng thay thế đúng quy chế. Số lượt thí sinh dự thi 105.463, đạt tỷ lệ 99,57%, vắng 448 thí sinh. Các phòng thi còn lại được ban chỉ đạo thi đánh giá an toàn nghiêm túc. Đề thi môn ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2024 được nhiều thí sinh đánh giá không bất ngờ đề thi theo cấu trúc khoảng 70-30. Trong đó, 30% câu hỏi có thể phân loại thí sinh. Phần nghị luận văn học được cho là khó nhằn nhưng không làm khó một số thí sinh có học lực tốt. Các câu hỏi còn lại vừa sức. Đề thi lớp 10 môn ngữ văn của Hà Nội năm nay được nhiều giáo viên đánh giá là có độ phân hóa nhưng vẫn bám sát định dạng đề thi minh họa đã công bố trước đó. Cô Chu Vĩnh Hà là giáo viên ngữ văn trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lê Quý Đôn nhận định đề. Đề thi vào lớp 10 môn ngữ văn năm nay nhìn chung là đảm bảo tính vừa sức với học sinh và thực tế ôn tập của các con. Đề giữ nguyên định dạng cấu trúc như những năm trước, các câu hỏi đọc hiểu đảm bảo ở các mức độ nhận biết, thông hiểu và có tính phân loại khá rõ. Còn ở phần 1, câu 2, 3, ý hỏi về hiệu quả nghệ thuật và giá trị biểu đạt chỉ có những học sinh học tốt mới hy vọng có điểm tối đa. Theo quy chế thi, với hai môn thi tự luận toán và ngữ văn, thí sinh được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian thi. Toàn bộ đề thi giấy nháp được giám thị thu lại. Chiều nay, thí sinh tiếp tục thi môn tiếng Anh. Sáng mai, ngày 9 tháng 6, thí sinh thi lớp 10 không chuyên làm bài thi cuối cùng là môn toán. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong buổi thi ngoại ngữ chiều nay có 5 cán bộ coi thi vắng mặt đã được các điểm thi bố trí cán bộ dự phòng thay thế, không có cán bộ vi phạm quy chế thi. Cũng trong buổi chiều nay, có 459 thí sinh bỏ bài thi môn ngoại ngữ, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Trong khi đó, buổi sáng, số thí sinh bỏ bài thi môn ngữ văn là 448 em và có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi bằng việc mang điện thoại vào phòng thi. Kết thúc ngày thi thứ nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đánh giá công tác tổ chức thi tại 201 điểm trường diễn ra bình thường, an toàn thuận lợi, đúng quy chế. Nhận xét về đề thi, đa số giáo viên và thí sinh đều cho rằng Đề thi vừa sức nhưng cũng nhiều câu mang tính phân loại. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, có 2 thí sinh vi phạm quy chế mang điện thoại vào phòng thi và 488 thí sinh vắng mặt trong môn thi đầu tiên vào lớp 10 năm học 2024. Cũng theo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, năm nay Sở bố trí 201 điểm thi với số phòng thi không chuyên là 4.532, số phòng thi dự phòng là 402. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt là 15.483 trên 15.488, đạt tỷ lệ 99,97%. Trong đó, 5 cán bộ coi thi vắng mặt tại điểm thi đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế. Số thí sinh dự thi là 105.463 trên 105.911, đạt 99,57%, vắng 488 thí sinh. Ngoài ra, có 2 thí sinh vi phạm quy chế mang điện thoại vào phòng thi. Với gần 100.000 em đăng ký thi lớp 10, chỉ có 81 em sẽ được vào các trường công lập. Trong số các trường, trường Trung học phổ thông Yên Hòa có tỷ lệ trọi cao nhất với 1 trọi 3,11, tức là trung bình cứ 3 thí sinh dự thi có 1 em đỗ. Xếp sau đó là trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn Hà Đông với tỷ lệ trọi là 1 trọi 2,9 và trường Trấn Hưng Đạo Hà Đông với tỷ lệ trọi là 1 trọi 2,55. Kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội bắt đầu từ sáng ngày 8 tháng 6 với môn Ngữ văn, hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ, hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 60 phút. Sáng ngày 9 tháng 6, thí sinh dự thi môn Toán, hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Điểm xét tuyển lớp 10 bằng điểm Toán cộng điểm Văn nhân 2 cộng với điểm Ngoại ngữ cộng điểm ưu tiên. Những thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên sẽ thi thêm vào ngày 10 tháng 6. Sự kiến chậm nhất là ngày 2 tháng 7, Hà Nội sẽ công bố điểm thi. Điểm tròn lớp 10 của Hà Nội được công bố vào ngày 6 tới ngày 9 tháng 7. Thí sinh trúng tuyển sẽ xác nhận nhập học từ ngày 10 tới ngày 12 tháng 7. Ngày 19 tới ngày 22 tháng 7, những trường hợp chưa đủ chỉ tiêu sẽ xét tuyển bổ sung.